Rồi, hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà lại đến với kênh YouTube Trai Miền Tây nha. Thì hôm nay hai anh em lại tiếp tục ra sông nha cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay hai anh em sẽ review cho cả nhà một món ăn đơn giản, bình dị mà chắc cũng ngon. Rồi, nay anh Dũng đãi cho cả nhà ăn món gì nè? Mì xào hải sản trứng. Wow, ngon à. Ủa, rồi Rồi. để thực hiện món mì xào hải sản trứng này mình cần có gì anh Dũng ạ? À? Ở đây mình có mì, tương tương đen và tương ớt, trứng, giá cải với củ cải đỏ, hành với cần tàu với ớt. Rồi, ok. Rồi có gì nữa anh? Rồi còn với hải sản là mực, với thịt, với tép. Rồi, ok. Rồi, giờ nước sôi rồi. Giờ anh Dũng bỏ mì vô nha cả nhà. Rồi bây giờ sẵn cái chảo nước này là mình giờ mình trụng cải luôn nha cả nhà nha. Cải này mình cũng trụng sơ nha cả nhà. Mình bỏ vô mình đảo qua đảo lại chừng cho cái màu cải nó áo lại là được nha cả nhà. Rồi ok, vớt ra đi anh. Đó, cả nhà thấy cái màu nó còn giữ được màu xanh đó cả nhà. Rồi ok, xong. Thì ông chú ở gần nhà mình nha cả nhà nha. Chúc ba chú cháu ăn luôn cả nhà nha. Rồi bắt đầu giờ trứng dầu sôi rồi, giờ anh Dũng cho trứng vô anh Dũng ơi. Bây giờ Nhà trứng nha. đã chiên Rồi xong bắt rồi, đầu đầu nha giờ hai anh em tiếp tục món xào nha cả nhà. Rồi dầu sôi lên bỏ tỏi vô đi anh Dũng. Bây giờ cả nhà cùng theo dõi hai anh em trai miền Tây thực hiện món mì xào hải sản. Rồi anh Phi cho vàng lên đi. Có tỏi lên là có mùi rồi, thơm rồi cả cho nhà. thịt xuống trước đi. Thấp xuống. Rồi anh cho mực vô đi anh Dũng. Rồi anh cho tép vô luôn đi anh Dũng. Rồi bây giờ mình cho đồ niêm vô nhau vô nha cả nhà. Mình cho vô 3 muỗng đường đi anh Dũng. 1 muỗng bột ngọt, 2 muỗng cà no. Rồi anh cho vô miếng nước mắm cho thơm rồi. Mắm Tỏi. Rồi. Cả nhà thấy tép bỏ vô nó đã chuyển màu đỏ rồi nha cả nhà. Rồi giờ mình cho củ cải đỏ vô nha cả nhà nha. Để ăn cho món này thì hai anh em không có làm nước tương hay nước mắm nha cả nhà nha. Nhưng mà hai anh em sử dụng trực tiếp đó là tương ớt, chin su, tương ăn phở nha cả nhà. Thương hiệu Hậu Xanh là hai anh em chỉ sử dụng cái này là chứ không có làm nước mắm chua ngọt hoặc nước tương chua ngọt cho cả nhà nha. Rồi bây giờ thịt mực với tép chín rồi mình cho hành vô nha cả nhà. Hành với cần tàu. Rồi bây giờ mình tắt bếp nha cả nhà nha. Mình tắt bếp xong rồi để mình cho mì với cải vô nha cả nhà. Rồi cho mì với cải vô đi anh Dũng. Anh lấy đũa nè, anh trộn đều lên.
Rồi bây giờ mì nó có còn nóng cả nhà, giờ mình cho một ít giá vô nha, rồi mình sẽ trộn đều lên trở lại. Rồi thôi ít anh nhục, mình thịt mình nhiều. Rồi món mì xào hải sản trứng của hai anh em đã thành phẩm nha. Xin mời cả nhà cùng ăn với hai anh em trai miền Tây nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy hấp dẫn không? Sợi mì của nó khô, nó không có bị ướt nhiều nha cả nhà. Cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Rồi, xin mời cả nhà cùng ăn với hai anh em trai miền Tây nha. Xin mời cả nhà. Đó, cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Rồi nè, cũng tô nè. Xin mời cả nhà. Giờ trước khi ăn á là mình phải cho tương đen nhãn hiệu Hậu Xanh lên trứng nè, lên trứng nè. Đây. Tương ớt Chinsu su ăn mới ngon nha cả nhà. Nó cay, nó cay. Với cái độ mặn của nó vừa phải lên trứng nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Đó. Mình trộn lên ăn như cả nhà nha. Ăn đua nha. Đùa phải Đây. Đó, không? Đùa có đầu hàng không? không chơi đầu hàng, ăn phải hết. Không có đầu hàng. Ăn là phải hết chứ không có đầu hàng nha cả nhà. Anh Dũng hỏi có đầu hàng không? Em nói ăn là phải ăn hết, không có đầu hàng. Nhà thấy chưa? Rồi, xin mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Ngon quá, ngon luôn. Làm con mực nha cả nhà. Cải còn giòn lắm nha cả nhà, ngon lắm. Số 1. Trứng nha cả nhà. Ngon lắm cả nhà. Mực cũng giòn, cải cũng giòn, củ quế đỏ cũng giòn, chiên trứng cái lớp dưới cũng giòn, ăn rất là ngon. Tép, tép mình ăn luôn vỏ cho có chất dôi nha, kèm thêm miếng ớt. Ớt ăn kèm theo cho có chất hít hà nha cả nhà. Quá ngon. Anh Dũng làm ngon quá anh Dũng à. Ngon dạng lẹ ăn hết rồi nè. Anh yên tâm, anh còn chừng 2-3 đũa cuối là anh ăn không lại em đâu. Quá ngon cả nhà. Cả nhà có muốn trải nghiệm cùng hai anh em trai miền Tây thì cả nhà cứ comment dưới phần mô tả nha. Hai anh em trai miền Tây sẽ đưa cả nhà đi ra sông, phía sau là sông nha cả nhà nha, cùng trải nghiệm ăn uống vui chơi. Chú Bảy cả nhà hồi nãy mình có nói để mời chú Bảy qua ăn chung với hai anh em trai miền Tây á, thì hồi nãy mình có ngỏ lời mời,
nhưng mà chú Bảy nói chú Bảy mới ăn cơm nên chú Bảy ăn không nổi. Chú Bảy nói thôi hai đứa ăn đi, chú Bảy ăn không nổi nha cả nhà nha. Ôi, giờ, mà giờ mình ăn tới đây giờ mình đầu hàng được không ta? Không, nó không chơi đầu hàng Kỳ vậy? Rất là ngon cả nhà. Cả nhà có thấy cách làm mì xào hải sản trứng của cha hai anh em trai miền Tây đơn giản không? Rất là dễ làm cả nhà ơi, rất là dễ làm, nhanh đó. Làm nhanh dễ làm đó. Nhưng mà đặc biệt rất là ngon, rất là ngon. Cái này mà cả nhà, anh hai anh em á cả nhà mà làm ở chừng xì đế là đúng bài luôn, xì đế. Nhưng mà xui hai anh em nào cũng chích ngừa, mới chích ngừa không không có dám nhậu, bây giờ hai anh em bào tiếp cả nhà ơi. Mình xong rồi, bây giờ xong mình có quẹt hết rồi, những gì ta bỏ đây nè, ta đâu có nãy giờ em ăn nó mới có xuống mề có chút xíu à, chưa xin nhé. Cả nhà cùng tiếp tục nha. Nãy giờ chưa được phân nửa cả nhà. Ừ, mình ăn hết rồi nè. Mình ăn hết rồi nè. Còn bà. Mực này là sáng á, sáng mình đi chợ mình kiếm mực trứng nhưng mà không có cả nhà, rồi mình mua mực này không biết mực kêu mực gì luôn, ăn cũng ngon. Mực này là sáng em xuống chợ cả nhà biết không, ta ướp đá rồi mà em thấy còn bơi trong đó luôn. Em nói chơi nha cả nhà. Biết không? Ý là em diễn tả là con mực nó tươi á. Biết không? Ý là em diễn tả con mực nó tươi nha cả nhà. Ý là nó còn sống chứ gì? Giờ mới chết. Giờ mới chín chứ lộn. Rồi xin mời cả nhà cùng tiếp tục thưởng thức với hai anh em trai miền Tây nha. Rất là ngon cả nhà ơi. Ăn nó cảm giác nãy giờ ăn nó hơi nhiều, nó hơi no hơi chứ ngán thì nó không có ngán gì cả nhà. Đồ hải sản tươi sống thịt ngon, giòn. No quá. Gán vào cho hết. Cả Đấy. nhà xem em làm. Mình giờ mình hát mình đợi ha. Mình hát mình đợi em quên nên em xui cả nhà ơi, đúng xui luôn. Nhà biết sao, nghe cái món này nè, nghe cái món của ảnh luôn, đúng xui. Giờ sáng mọi người dụ mình làm
Không, này em nói thiệt nha cả nhà, này em không có nói giỡn, không có nói chơi nha. Cái món mì xào này nè là cái món đúng gu của anh Dũng. Để Bị mà xui thôi, bị xui xui thôi. về sếp kêu làm cái khác đi, không chịu đâu. Bị xui thôi. Em ăn chậm hơn. Nhưng mà em hứa cả nhà là em sẽ ăn hết tô mì này cho cả nhà coi. Cả nhà xem nha. Quá ngon. Mấy con cải này nó giòn tới giọt cuối cùng luôn. Ngon như mẹ nấu. Hơi no rồi cả nhà. Nó xuống tao lộn bộn chút xíu đi, nó lên tan tiếp. Tiểu nhị ơi, cho 500 nhạc nhạc giật đi tiểu nhị ơi. Cả nhà chờ em nha, em vô vũ trường em nhảy chừng 5 phút em ra em bào tiếp cho cả nhà coi nha. Cả nhà chờ em nha. Xin mời cả nhà. Không, mình hết rồi, vô vô vô, vô đâu chứ cực giờ cái người ta lội nè. Tao lội nữa xong tao lội tao vô cái người ta chưa đói rồi vô tàn nữa. Được không? Đỡ. Em đi à? Ừ. Rồi, đó là món ăn tao cái con nào. Quá ngon. Quá ngon. Mình ăn cần mình ăn xong rồi cần gì ta? Vừa là tay ớt, mình có quyền. Với tay ớt mình không ăn được, mình không ăn ở sống, sống được mà. Mình không ăn cay mà. Không. Để em giao cả nhà hết hết đồ ăn trong tô mới Dạ. thôi. Anh còn đế ớt trong tô mà anh nói anh hơn em. Em biết. Gì đâu mà ớt, hồi đó giờ không ăn. Cả nhà giờ cho em lựa thịt em ăn hết được không? Mì em bỏ lại được không cả nhà? Em làm clip này 5 clip sau em ngưng nha cả nhà. Em đi làm không nổi nữa. 5 clip nha, em ngưng đi 5 clip cả nhà nha. Nhà thông cảm nha. Ăn tô này no 5 ngày. Cho em đầu hàng anh Dũng. Đừng quá giờ bạn hết cái ấy trong đó đi. Ấy trong đó là hết cái gì? Thì hết mì với hai tớ thôi, còn ý hết 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 chỉ hai tớ thôi. Còn mì để lại. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Em hứa với cả nhà em bào cho hết là em phải bào cho hết. Chơi là chơi không có thất hứa. Xin mời cả nhà nha, cùng tiếp tục với một thằng trai miền Tây. Cả nhà thằng kia nó ăn xong rồi, giờ còn thằng trai miền Tây. Mời cả nhà tiếp tục nha. Con cần mà ta ăn xong nãy giờ nếu đi chắc ta đi giờ đây giờ cũng đi vòng 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 cũng khúc cũng xa rồi. Cảm giác như thế nào? Căng bụng cả nhà. Cho em thất hứa một bữa nha cả nhà. Giờ em lựa ba cái tép, ba cái thịt, ba cái mực em ăn hết nha. Còn miếng mì cho em thất hứa. Lần sau em bù lại. Quá no cả nhà.
Thì cả nhà ơi, em đã cố gắng hết sức rồi cả nhà ơi. Cả nhà coi clip này 5 năm clip sau cả nhà ráng chờ lâu lâu nha. Chắc khoảng 5 clip em lên không nổi cả nhà, giờ nó no nó căng bụng quá trời, 5 clip em ngưng ăn luôn. Anh Dũng vừa lại trái ớt rồi cả nhà. Anh cũng chơi ăn gian nè, em nói là trong trong tô phải ăn hết nè. Mà anh chừa đó. Rồi, clip mì xào hải sản trứng của hai anh em trai miền Tây đây là kết thúc nha cả nhà. Cả nhà có thấy yêu mến hai anh em thì cả nhà cho hai anh em một lượt subscribe, một lượt like, một lượt share để ủng hộ hai thằng nha cả nhà. Cả nhà có ý kiến đóng góp cả nhà cứ comment dưới phần mô tả, hai anh em sẽ thực hiện theo nha cả nhà nha. Rồi bây giờ xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà.